Sao ba dễ vậy? Ba làm con mất giáo. Ba phải hỏi nhiều thứ. Bây giờ cái thời buổi bây giờ là các con cứ gọi như thế là báo là cha mẹ nhất trí thôi, chứ con không cần phải tìm nhầm cho các con. À, không phải hồi xưa là cha mẹ đặt đâu con nằm đấy à? Bây giờ là các con sống mới và thanh niên tự tìm hiểu, khi nào mà có cảm thấy trong cái tình cảm mà hợp nhau thì báo cáo cha mẹ biết là xong. Thôi gọi thông báo vậy thôi. Thế bữa nào là em xui thì con sẽ dẫn về nhà. Nhà nhà chuẩn bị tinh thần đi nha. À, ba nói chuyện với ba nói chuyện với bạn con xíu nè. Dạ bác ơi, dạo này bác khỏe không? Dạ cảm ơn, tôi rất khỏe. Dạ gia đình mình chắc nghe tôi hơi xa lạ ba ạ. Dạo này ba rất khỏe, xin ba luôn là vừa rồi đấy. Ôi dồi ôi. ba rất khỏe. Dạ. Dạ, bữa nào con qua chắc qua nhà mình chơi nha bác. Cho em ngồi đó thoải mái. Không có, em thấy là em sợ anh cõng em một hồi em rớt xuống trời ơi, cho tôi không ngồi. Wow. Ôi trời ơi, yeah. Em quá. Yeah. Unbelievable sẽ cố gắng cẩn thận nhất. Bây giờ thì em sẽ công khai người yêu bằng cách là livestream, công khai với tất cả các fan của mình biết là người yêu mới. Bây giờ mình bắt đầu nha. Hello cả nhà. Đó, hoa có đẹp không? Đố mọi người hoa này của ai? Đoán đúng tặng luôn bó hoa. Mà chắc đoán không đúng nổi đâu. Làm sao mà đúng được, đúng không? Xin giới thiệu với mọi người một tin chấn động. Chấn động luôn chứ không phải bình thường. Muốn biết tin gì không? Chấn động luôn, nói ra tới đâu là chấn động tới đó. Chào mọi người, rồi không có nói nhảm nữa. Đây là hoa của người yêu tặng cho mình. Dạ, người yêu của mình đang ngồi kế bên cạnh mình. Dạ, xin phép được công khai xong. À, sau khi công khai xong cưới luôn. Bất ngờ chưa, bất ngờ chưa? Hùng về ai cưới chứ sao mà cưới được, bồ thôi. Qua đây anh, thấy chưa, nó thiệt mà. Chào mọi người. Vô đây. Vô đây. Đây là người yêu của mình. Một cơn say nắng hí hử vào bên em có chủ rồi nha. Anh đẹp trai quá ha ha. Cảm ơn em. Ốc em. À, anh tên là Nguyễn Minh Kha. Anh tên là Kha, Nguyễn Minh Kha. Nghiêm túc cho dễ coi tí, ok. Nghiêm túc sẽ không còn vui nữa đâu mọi người ơi. Buổi livestream này phải thật là vui vẻ mới được. Hoang mang hồ Quỳnh Hương. Anh với chị cũng đang hoang mang lắm em. Mọi người đây đều hoang mang. Ok, anh sẽ bảo vệ chị nên trước các cùng nhau kìa. Thôi đi bà. Chết tôi. Lá quá chị ơi. Mới đầu tôi ghét anh này dữ lắm. Tại vì cái mái tóc Hàn Quốc của ảnh nhưng nó lai thành cái mái tóc bà đi. Tôi xin nói thật là mới đầu thấy mái tóc của anh tưởng anh bà đi. Nhưng sau một khoảng thời gian chấn chỉnh lại tinh thần
Tôi quyết định hòa nhập vào môi trường để tìm hiểu anh ấy. Sau đó tôi phát hiện anh ấy chụp hình rất đẹp. Đây là chương trình dìm hàng bạn trai. Tôi thử yêu ảnh. Cho nên là... Trời ơi, Hoàng Anh quá trời hỏi câu có 3D không? Người ta thích thôi đó, để tôi nói tiếp. Mới đầu, mái tóc ảnh làm tôi cảm thấy cảm giác 3D cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng sau đó, tôi nhận lại giây phút ấm áp nhất là ảnh cho tôi mượn cái iPhone. Tôi hỏi, tôi lấy luôn được không? Anh nói ok. Tự nhiên tôi thấy vui trong lòng. Rồi tự nhiên tôi vuột dây dài, tôi nói là ảnh cột cho tôi đi. Ảnh cột. Tự nhiên tôi thấy đỡ mỏi lưng. Rồi tôi uống cái bình nước hết nước, cái tôi nói không biết nước nóng ở đâu ta. Tự nhiên ảnh xách tới một bình nước nóng, tôi mừng trong lòng. Rồi giây phút tôi buồn ngủ ngã ngửa, tôi dựa vô ảnh, tôi cảm nhận được hơi ấm của một người đàn ông. Nỗ lực của Kha có sự đền đáp rồi mọi người ơi. Câu chuyện của chúng tôi tới đây là hết. Đúng rồi mọi người. Bye. Ôi ôi một bầu trời gượng gạo. Đâu, rất thật lòng mà, đâu có gượng gạo đâu. Thấy con không? Ba đâu? Ba đang dính đó à? Kêu ba vô. Kêu ba vô. Kêu ba vô à? Đang đi hẹn hò. Kêu ba à? Đang đi hẹn hò. Hẹn hò với ai? Hẹn hò với ai à? Đây là đủ thành viên đi, con sẽ giới thiệu. Bà đi đâu? Đi hẹn hò. Ế quá lâu rồi. Thế hôm nay vô tình gặp cô gái này trên đường, nghĩa là yêu luôn. Đấy là có muốn nhìn mặt trước không? Có biết, có. Đây. Dạ, con chào cô chú. Trời. Nghe đồn là sau dịch là ảnh cưới con, nó không biết có không? Bảo là nghe đồn là sau dịch là sẽ cưới đó, ba qua có chịu không kìa? Ba... Trời ơi! Sao ba dễ vậy? Ba làm con mất giá quá! Ba phải hỏi nhiều thứ. Bây giờ cái thời buổi bây giờ là các con cứ gọi như thế là báo là cha mẹ nhất trí thôi, nhưng mà không cần phải tìm nhầm cho các con. À, không phải hồi xưa là cha mẹ là đâu con làm đấy à? Bây giờ là các con sống mới mà thanh niên tự tìm hiểu, và khi nào mà có cảm thấy trong cái tình cảm mà hợp nhau thì báo cáo cha mẹ biết là xong. Thôi gọi thông báo vậy thôi, thế bữa nào là em xui thì con sẽ dẫn về nhà. Nhà nhà chuẩn bị tinh thần đi nha. Dạ. À, ba nói chuyện với ba nói chuyện với bạn con xíu nè. Dạ bác ơi, dạo này bác khỏe không? Dạ cảm ơn, tôi rất khỏe. Dạ gia đình mình chắc nghe tôi hơi xa lạ ba ạ. Dạo này ba rất khỏe, xin ba luôn là vừa rồi. Ba rất khỏe. Dạ. Dạ, bữa nào con qua chắc qua nhà mình chơi nha bác. Không nào làm cháu bảo ra để nhà chơi nha. Dạ. Bác thấy con có tình gái không? Hợp với anh Kha không bác? Thấy có hợp không? Hợp đấy. Cuộc sống thì nhiều khi hợp thì không thì do các con, chứ còn bác thì rất tôn trọng con. Còn dạ. Mình khi đã quen ai thì bác rất là tôn trọng và tin tưởng. Dạ dạ. Con cảm ơn bác nhiều. Vì thôi kể từ nay con đăng ký hộ khẩu nhà bác. Nhà bác con. Con lúc nào đăng ký hộ khẩu thì sớm để bác mọi người lên thành phố và đăng ký cùng vào sổ nhà bác. Dạ. Dạ, cảm ơn bác, chúc bác một ngày vui vẻ. Thôi nha ba. Dạ.
chưa? Dạ, ba. Anh ở trên Sài Gòn. Chắc ở cùng mình. Chứ ở với ai? Người yêu đâu? Chưa có. Có người yêu sao ngủ đây với em được? Em tính em là người yêu của anh chứ. À, giờ anh qua ở với em. Hay. Hay được. Ok, từ sáng đến giờ thì anh với em cũng trải qua nhiều cột mốc rồi. Gặp gỡ, thử thách, rồi ra mắt công khai mối quan hệ anh với em. Thì bây giờ sắp hết chương trình 24 giờ rồi thì chương trình có một bài test xem là anh với em hiểu nhau như thế nào. Ok, ok. 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 Ok, bắt đầu. Hãy liệt kê ba thứ bạn và đối phương có cùng điểm chung. Khó quá. À, cao, tóc nhiều đẹp. Nhiều tâm sự phùng phùng ít. À, nói cái cuối cùng là viết đại. Không biết viết gì tiếp theo. Chơi qua rồi. Theo anh chưa thấy được cái sự khùng đó. Anh chịu khùng cùng em đó. Dạ, anh cũng nhiều tâm sự. Nãy nghe chơi xong rồi bà cũng biết. Cũng bị tự kỷ chung. Điều gì tạo nên một ngày hoàn hảo với bạn? Sao? Đây là kết quả của tôi. Đây. Vì cứ giống không? Thì cái này là ba dấu gạch. Nhưng mà cuối cùng là dấu xe ga. Thích làm gì thì làm. Được. Trời, thích làm gì làm đó luôn hả? Thì một ngày tuyệt vời thì mình thích làm gì làm đó. Là được tự do lắm phải không? Nếu bạn tổ chức đám cưới, bạn sẽ chọn ở đâu? Một nhà hàng sang trọng hay bãi biển lớn nào? Một trong hai cái đó thôi nha. Đúng rồi. Được, merci. Thôi. Mày có giống không? Này chắc chắn giống. Phải không? 3, 2, 1. Yeah. Tại vì những người thích tự do thì không có thích cái sự ràng buộc ở trong... Mà nhà hàng thì là một cái không gian rất là chật hẹp, rất là thiếu oxy, không có sự tương tác. Và đặc biệt là ai vô ăn xong nó về không có gì vui hết. Còn bản thân mình nếu mà đám cưới mình sẽ tổ chức bãi biển thì mọi người chơi xa láng, chơi và vui mà cười tới nóc, vui quá trời vui. Rồi một kỷ niệm đẹp, có thiên nhiên, có cây cảnh, có thú. Perfect. Cùng quan điểm. Hãy tìm một bộ phận trên cơ thể mà bạn nghĩ mình hấp dẫn đối phương nhất và bị hấp dẫn nhất từ đối phương. Ê, chúng ta hớp này, cái miệng. Môi với miệng là một đúng không? Ừ. Chúng ta hớp rồi. Ừ. Sao? Hấp dẫn nhất. Hấp dẫn là đôi mắt đối phương. À, đây là cái của anh là đôi mắt. Không, cái của anh là em hấp dẫn là đôi mắt. À, còn anh miệng. À, vậy là giống nhau rồi. Ok. Khoảnh khắc ấn tượng nhất trong ngày hôm nay của hai bạn là gì? Xong rồi. Ra mắt gia đình. Cùng hát với nhau. Anh phân tích cái khoảnh khắc này tại sao nó ấn tượng với anh là bởi vì cái lúc đó anh thấy là em thoải mái nhất. Kiểu như em cảm thấy em có gì đó vui vui. Ra mắt gia đình đối với em là tại vì lúc đó em thấy có một cái người đàn ông rất là chuẩn mực ở gia đình. Và sau này nếu mà có cưới thì chắc chắn anh là người đàn ông rất là tử tế. Em nhìn thấy ánh mắt anh kiểu nhìn ra được cái chất của khí chất của người đàn ông. Bạn nghĩ có nên sống thử trước khi cưới không? Giờ rồi giải thích đi. Sống thử đây là
mình thử thôi, mình không phải thật. Cái gì cần thử thì thử, còn cái gì không nên thử thì đừng nên thử. À, ví dụ như chuyện ở chung với nhau thì mình sẽ hay có vấn đề là vệ sinh có nhân ABCDF được cỡ. Nhiều khi bên ngoài thì mình nói yêu đương mặn ngọt, cái ở chung với nhau rồi cái hai đứa lòi tật xấu của nhau ra, cái tự nhiên mất hình ảnh, cái không yêu nữa, cái tự nhiên đâm ra ghét nhau, rồi tự nhiên lúc đó cưới nhau, rồi cái gì cũng phải thành, cũng phải thật hết, thành ra phải ráng theo cái thật. Còn đã gọi là thử thì thấy học hợp thì thôi. Anh thấy là cái chuyện cưới nhau là cái chuyện cả đời á, cho nên là hả, mình phải có một khoảng thời gian tìm hiểu nhau kỹ càng thì sau này về ở chung với nhau cả đời không cảm thấy là mình lựa chọn sai như thế nào đó. Nên là sống thử liệu. Với lại cái tâm lý mà cưới nhau về một cái gì mà chưa có hiểu nhau, mình ở sinh hoạt chung dễ mình làm stress. Đúng rồi. Còn đã gọi là thử thì mình sẽ thoát mình. Mình không, không có sợ. Với lại cái gì mà mình nghĩ là mình nên giữ lại thì mình giữ. Đúng. Rồi. Chứ không phải sống thử là sinh con để nói người nha, hết luôn á. Bạn thích hôn kiểu Pháp hay là hôn chạm môi? Ủa, hôn kiểu Pháp, hôn chạm môi khác nhau. Thôi, hôn kiểu Pháp là gì? Đúng, không biết nhưng mà bạn cứ... Chắc là vồ vập nhau đấy. Chạm môi. Thôi, tại vì không biết hôn kiểu Pháp, mà nghĩ là hôn kiểu Pháp sẽ kiểu lòng cháy, kiểu phải rất là mãnh liệt. Anh nghĩ là người Pháp người ta cũng là thành phố lãng mạn mà, Paris, cho nên là người ta sẽ hôn kiểu nhẹ nhàng lãng mạn. Là nó sẽ có một cái quá trình, nó sẽ từ chạm môi, xong sau đó sẽ là lòng môi, xong sau nó sâu hơn, xong sau đó sẽ là mãnh liệt. Lưỡi. Ừ, anh đã không dám nói rồi. Thì em không dám nói, anh nói gì miệng đó. Mình sai có hai câu hả? Sai nhiều. Ba câu. Còn nếu nói theo khoa học thì còn có thể là ok, hai cái trường lực, hai cái dòng từ trường của mình. Trường năng lượng, năng lượng. Cho nên có vẻ nó hút nhau. Nhưng mình còn phải kiểm tra về cái gì. Nói chung là ở bên cạnh anh cảm thấy khá là an toàn đó. Thoải mái là được. Cuối cùng là cũng được nắm tay đi thoải mái vậy đó. Hả? Kiểu cứ không mở lòng ra, cứ khép kín như vậy á. Kiểu không dễ đặt niềm tin vào người khác á. Không dễ ở đây là gì? Hả? Không dễ ở đây là gì? Không, thì em giống như em tới đây là giống như em biết được cái này không phải là dễ đặt niềm tin mà. Cái này em chỉ kiểu như mới gặp gỡ. Mai như có mùi tự nhiên. Hơi bị đường. Đọc được lấy không? Hơi bị đường. Thích gì á? Ở bên cạnh mọi người không cần phải nói gì, cố gắng nói điều gì, không cần phải cố tỏ ra là mình đang vui vẻ, kiểu ngồi nhìn trời nhìn mây vậy là thoải mái rồi. Không muốn nói gì nói, không muốn nói gì dạng vậy. Đây một vé trở về tuổi thơ. Này là bập bên bốn người á. À, bập bên bốn người à.
Thôi, xong trả lời. Trả lời gì? Từ nãy nó hỏi đó. Hỏi gì? Thì bao giờ mới dễ tin tưởng một người khác? Tại vì anh thấy là nó cũng không đâu có mất gì đâu. Mình cứ tiếp xúc thôi. Ai không thích thì cho mình cho lui. Còn ai hợp thì mình giữ làm vợ lại làm bạn. Để coi. Hả? Để coi hả? Nhiều khi có mệt, có chán, có hạnh phúc cũng có. Hiện tại? Hiện tại hả? Thoải mái. Thoải mái. Anh khá là hay ho. Cảm ơn. Là giống như uống rượu vậy ha. Ủa? Anh thấy em sao? Đẹp. Dễ thương. Khùng nhưng mà khùng tích cực. Hùng đáng yêu. Tại chưa thấy những lúc mà tiêu cực rồi chịu không nổi đâu. Thôi, trước mắt là hôm nay vẫn thấy tích cực. Ít ra em vẫn có trách nhiệm với mọi người đấy. Cho dù là em có tiêu cực hay không thì em vẫn muốn mọi người xung quanh thoải hòa. Nhìn em có ngon như cái bánh không? Nhìn em đẹp. Tại vì phụ nữ là dùng để chiêm ngưỡng đẹp chân quý chứ không phải là món ăn để mình xài thử ngon, nó sẽ không chính xác lắm. Sao nhìn mấy cái bánh kích thích quá. À, ăn đi. Ăn được hả? Ăn được đúng không? Sao? Ăn vậy được không? Đủ thì chậm nhiêu chưa? Với người khác anh không biết, nhưng với anh thì anh được. Trời, vậy được luôn. Thoải mái. Khi mà nhắn yêu được, nếu anh từ vũ trụ nào gửi tới. Ủa, em có gì không đáng yêu? Thường là ông không thích phụ nữ ngớt gì vậy. Ừ? Mà ông không thích phụ nữ cái ngớt gì vậy, cũng ngớt là khùng. Sao á? Kiểu như anh cũng chưa là... chưa đủ đến cái tuổi là đàn ông lịch lãm mà chín chắn lắm. Anh cũng kiểu còn nửa trẻ con, nửa đàn ông. Nên là em, anh thấy như vậy là bình thường mà. Em lại không thích trẻ con. Thì đó là quyền của em, nhưng mà anh vẫn bày tỏ quan điểm của anh thôi. Sau khi tiếp xúc với nam em và biết được nhiều khía cạnh về cuộc sống của nam em thì sau ngày hôm nay thì Kham nói một chữ hơi là thương. Cảm giác là mình muốn bảo vệ á. Nhưng riêng Kha thì đi với Kha thì có cảm giác rất là đàn ông, rất là ga lăng và đặc biệt là rất là chiều nam em. Mà nam em lại rất thích đàn ông mà chiều phụ nữ. Nếu như hồi nãy vô thay đồ trang điểm thì cũng kiểu hơi điệu một chút, làm lâu một chút, kỹ một chút, đẹp chút. Chủ yếu không biết cho ai ngắm, không biết khi nào mà kiểu phụ nữ mà người ta có chút xíu rung động thì người ta sẽ như vậy. Giống như mọi người hay kiểu thích ai rồi đó sẽ vô lục tung tủ đồ ra, trời ơi mặc cái gì đi, làm cái gì ra cho đẹp đây. Giống như hồi nãy là em ngồi chỉnh tóc, mình không được, kiểu này không đẹp, kiểu này vô cái không gian này nó không hợp, không được, kiểu này giống quỷ quá, xẹp 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 vào hồi lấy nước vô lên đầu cột lại, ra rồi
kiểu mình chỉnh chu hơn về ngoại hình. 24 giờ là phải có đêm chứ. Sao toàn ngày không vậy? Trời ơi, nguyên cái bánh canh. À, gì vậy? Mà em đứng dậy. Trời ơi, tới giờ sớm rồi đó. Anh có nhờ bên chương trình chuẩn bị cho một cái bánh kem để anh tặng cho em. Với câu là hạ cánh đây anh. Thì anh biết là em là một cô gái kiểu sống nội tâm, có nhiều sự trắc trở trong cuộc sống và em phải tự vượt qua nó một mình. Thì anh hy vọng là cho dù là mối quan hệ nào thì em cũng chọn anh là nơi hạ cánh. Bởi vì anh muốn giữ một mối quan hệ gì đó với em. Hoặc là mỗi lúc em cô đơn hay là em buồn chán thì em bốc máy alo cho anh. Anh có em có thể có một buổi hẹn hò nào đó. Đây là câu mà anh muốn gửi tới em, hạ cánh em. Anh nghĩ là bây giờ anh hỏi là em có muốn hẹn hò với anh không thì khiến cho em khó xử quá. Cho nên là anh sẽ đưa ra nhiều lựa chọn cho em là bạn bè, tình cảm, bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng mà anh vẫn là người chủ động muốn mối quan hệ đó với em. Còn lại là do em quyết định. Cho nên anh tôn trọng ý kiến của em. Thật ra thì em là phụ nữ và em từng bị tổn thương, cho nên là và nói chung là lúc mà tham gia chương trình thì em hơi ích kỷ cho cảm xúc của em. Tại vì lúc đó em cô đơn, em không có người để tâm sự, em cần một người để giải tỏa tâm lý. Thì sau khi gặp anh xong rồi tự nhiên em mới chợt nghĩ ra rằng là mình không thể nào ích kỷ cho cảm xúc của cá nhân được. Nhưng mà ra thời điểm này em nói là em không có thích ngoại hình của anh thì anh nghĩ sao? Thế đó là bình thường vậy, bởi vì quan điểm của em ai cũng có một cái gu nhất định, đúng không? Em có thích anh. Hiện tại nhá. Nhưng mà tâm lý em đang không ổn. Em muốn là hai mình làm bạn với nhau thôi. Ngày hôm nay em sẽ hạ cánh nơi anh, chỉ là một nơi để em tựa vào thôi. Anh có quyền tìm những người yêu khác và xem em như một người bạn. Nhưng mà nếu như mà những lúc em mệt mỏi, những lúc mà em cảm thấy đau đớn, những lúc mà em cảm thấy cô đơn, anh có quyền được gọi cho anh không? Được, anh hứa là anh sẽ có mặt. Vậy em nhận chiếc bánh này đi. Hạ cánh như một phi trường tình bạn. Ok, mong em nhận nó. Cảm ơn.